Trước mắt quý vị và các bạn là hai mẫu loa Superchef được rất nhiều các bác và anh em yêu thích. Và ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện video clip so sánh âm thanh giữa loa chép Dali K35 và mẫu thứ hai là loa chép JBL ST9620 để các bạn anh em nghiên cứu lựa chọn cái mẫu loa chép là phù hợp với mình. Trước tiên vào chủ đề chính thì bên em cũng về rất là nhiều những chiếc ổ cắm lọc điện sạch. Đây là loại 8 ổ cắm có giá là 1.650.000 đồng. Và loại thứ hai là loại 6 ổ cắm có giá là 1.550.000 đồng, có sẵn dây nguồn lọc điện sạch các anh em nhé, loại 30A củ lọc của Mỹ Made in USA và đường đóng gỗ tự nhiên gỗ sồi. Các bạn anh em có nhu cầu về mua sắm cục lọc điện sạch thì có thể liên hệ bên em nhé. Và quay lại với nội dung chính của chúng ta là so sánh hai mẫu loa chép này. Trước tiên về cái hình thức bên ngoài, JBL nó sẽ to hơn một chút và cầm trên tay thì nó nặng hơn gấp đôi vì đây thuộc là loa chép từ thừa, cái nam châm của nó rất là to tới 9 cm riêng cái củ nam châm này. Còn dòng loa chép này thì nó là từ neo nên nam châm của nó rất là nhỏ nhé. Tất nhiên là cái gì cũng có ưu nhược điểm, từ neo nó có ưu điểm của từ neo. Đấy. Con này model là K35 Dali K35 các bạn em nhé. Và hình thức của nó họng kèn như này, ở giữa của nó còn có một cái nón nữa nhá, anh em nhìn kỹ sẽ thấy, tại vì nó hơi tối một chút, ở giữa nó có cái nón nữa dạng phễu kèn như này. Và hai mẫu loa chép này thì bên em đã lắp sẵn này, dây dẫn này, chân này và mạch phân tần dành riêng cho loa chép, mạch phân tần T3. Như là các bác và anh em nào mà có củ loa chép hoặc là loa super chép giờ bên ngoài mà đang dùng riêng một con tụ cản, muốn cái tiếng chép của nó cắt tần nó mịn, nó sáng hơn và nó bảo vệ loa tốt hơn thì có thể là liên hệ bên em một cặp mạch phân tần dành riêng cho loa chép nhiều lắp ở đây, có giá là 180.000 đồng một cặp nhé, đấu sẵn thay cho các phải nghe. Tiếp đến là con JBL này nữa thì các thấy làm châm từ thường, model là ST9620. Rồi bây giờ thì em sẽ tiến hành test để các anh em cùng so sánh. Trước tiên là em sẽ test con loa chép Dali K35 này trước và em sẽ test trên cùng một kênh thôi. Lần trước thì em có lắp vào hai kênh của âm ly em so sánh một video clip thì có khách bảo là hai kênh âm ly thì nó vẫn không khách quan, biết đâu thì một bên to và bên nhỏ hay nhiều đó. Thì thay vào đó thì em sẽ test cùng trên một cái cặp loa này ra và em sẽ tua lại đúng cái đoạn nhạc em vừa test cùng tất cả cùng mức âm lượng nhá. Đây test đúng một chiếc rồi nhá. Đấy, xin mời các bạn nhá cùng theo dõi này. Các bạn đang được lắng nghe tiếng chép và super chép của cặp chép Dali K35. Một phần em thu qua điện thoại nên là nó sẽ bị giới hạn tần số siêu cao tần một chút, nên là các bác và em có thể là đeo tai nghe để nghe âm thanh nó tốt hơn, bởi vì điện thoại của chúng ta nó sẽ không thu được hết những cái dải siêu cao tần, chủ yếu là cái dải trung âm giọng nói của chúng ta. Thế nhưng mà anh em nghe riêng qua điện thoại hoặc em thu âm trực tiếp vào đây thấy không? Tiếng chép nó rất là sạch sẽ, rất là nhuyễn. Đấy, nó vươn lên cái dải siêu cao tần. Đầu sẵn dây dẫn, mạch phân tần. Từ neo. Rất bay bổng nhẹ nhàng đúng không ạ? Và ngay sau đây em sẽ chuyển sang cặp loa chép JBL và em xin phép tua lại bản nhạc vừa nãy. Các bạn nghe tiếng chép của JBL này, ST9620. Mỗi dòng loa đều có cái hay riêng. Còn riêng về hình thức thì có người thích kiểu này, có người thích kiểu kia thì em không nói, nhưng chủ yếu là cái chất âm để em cảm thấy sự so sánh.
Nhưng cá nhân em thấy là con JBL này thì cái tiếng giải siêu cao của nó cảm giác là nó trội hơn một chút và vươn được cái giải cực kỳ cao, thậm chí lên tới 40.000 Hz. Và như anh em biết rồi, tai người chỉ nghe tầm 20.000 Hz đổ lại rồi. Thế nhưng mà các rất nhiều hãng loa họ sản xuất ra chiếc loa mà vươn được lên cái giải siêu cao, thậm chí là cực kỳ thấp, vượt ngưỡng tai người nghe để có thể chơi được nhiều thể loại nhạc hơn. Tuy tai người chúng ta không nghe được nhưng mà vẫn cảm nhận được. Đó. Đấy là chất âm khi mà em đặt bên cạnh nhau và em test so sánh cùng một cái đoạn nhạc thì các bạn em nghĩ là so sánh được âm thanh của hai mẫu loa này. Không biết các bạn em yêu thích cái mẫu loa, cái tiếng chép nào hơn thì có thể comment phía dưới em biết. Và cuối cùng là em xin phép báo giá cho các bác và anh em một mẫu loa chép Dali K315 hoàn chỉnh như này, đầy đủ chân, dây dẫn, mạch, phân tần, có giá là 1.450.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc. Còn một cặp loa Super Chép JBL ST9620 cũng đầy đủ như vậy, có giá là 1.550.000 đồng, chênh nhau đúng 100.000 đồng thôi. Về cái mức giá chênh nhau 100.000 đồng, em nghĩ rằng là không phải là lớn. Cái chính là anh em thích kiểu dáng nào, thích âm thanh như nào thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.